Có gì lai rai không anh ba? Ra. Sáng nay đi giang lạnh quá, làm một kỹ cho ấm. Anh ba, làm với tôi một ly đón gió. Anh tin đi, tôi mà mở hàng thì bữa nay anh không đủ rượu đâu. Anh bị câm từ nhỏ hả anh ba? Hỏi anh chơi vậy chứ, tôi biết. Hồi 9 năm, anh làm hội trưởng hội nông dân cứu quốc hả anh ba? Sao anh không đi tập kết với anh em? Người ta cài anh ở lại, sau luật 10 năm chính anh bị bắt. Tụi nó đánh anh mà anh không khai. Nó đánh làm sao đến nỗi bị câm vậy anh ba? Nó chặt cái cổ anh làm cho anh bị đứt dây nói. Tội nghiệp anh ba quá. Người ta câm thì phải điếc, trời sanh ra là như vậy. Không nói được thì không phải nghe, phải không? Còn anh câm mà phải nghe thì khổ cho thân anh. Anh có móc nối gì với anh em Việt Cộng không anh ba? Họ chơi vậy thôi, chuyện gì mà tôi không biết. Cho một xị. Có khô cá lóc không ông chủ? Tính tiền đi ông chủ.
nào á. Vô đi. Nhanh, nhanh lên. Đó, vô vậy. Ừ, à, có tình hình gì lạ không? Mấy hôm trời súng cứ nổ tứ phía. Tao cũng đã nghe rồi, nhưng có chuyện gì lạ khác nữa không? Có một thằng mới vô quán, thằng Trà Câm, đang ngồi uống rượu. Điệu bộ nó tôi ghi lắm. Mấy hôm trời tôi chú ý thấy nó cứ láng giãng ở khu vực này. Đồn trưởng dẫn lính tới liền đi. Tôi mẹ, dám nó đi điều nghiêm để đánh cái đồn chắc. Giơ tay lên. Đứng dậy. Dậy đâu? Trời đánh tranh bữa ăn ông đồng trưởng. Mời ông đồng trưởng uống với tôi một ly. Tôi có ý định gặp ông đồng trưởng á. Đù mẹ, cái quẩn binh hả mày? Tôi có quẩn tới đâu thì cũng không thoát khỏi với ông. Ba họng súng, một họng thì ở đằng sau lưng, hai họng thì ở hai bên. Như là cái chĩa ba mà kề lưng con cá lóc. Trời có cứu tôi cũng không thoát khỏi tay ông. Nhưng mà tôi muốn uống cái ông. Bây giờ thì xin mời ông. Sao? Tôi nghe tiếng tâm ông từ lâu rồi. Mãi cho tới hôm nay mới được hầu rượu ông. Ông đồn trưởng. Có phải ông được cử đến đây để xin ông đồn trưởng cạn cạn cho. Rồi. Mời đồn trưởng ngồi. Tôi muốn gặp ông đồn trưởng. Để thằng này cho tao. Nó sẽ gục tại đây. Không phải gục vì súng đạn, mà gục vì rượu. Ông Câm, bữa nay có bao nhiêu rượu? Để hết cho tôi. Xin mời. Sau đây thì giết ai người nấy làm. Còn rượu ai thắng thì người đó làm đại ca kìa. Phải, chi phải, dốc. Cộng với quốc gia đánh nhau bằng nước kia kìa. Vô đi em đồng trưởng. Ừ.
Đi đâu giờ này vậy thôi? Chú Hai, anh Phong bị bắt rồi. Chuyện đâu còn có đó. Mấy chú biết rồi. Mấy chú đang lo. Trước sau gì nó cũng về. Thằng đó, trời đánh nó cũng không chết nữa. Mấy giờ rồi bay? Dạ, canh ba rồi đồn trưởng. Thằng gì cộng đâu? Dạ, nó đang ngủ. Ngủ hay say? Dạ nó ngủ. Nó ngáy như còi tàu. Hôm qua thằng nào gục trước? Đồng trưởng gục rồi mà nó vẫn còn ngồi rót nó uống. Tao gục trước à? Dạ. Trận rượu này em tưởng đồng trưởng không qua khỏi. Mình mẩy tao e ẩm quá. Nước, cho tao một ly. Kêu thằng dì cộng đó lên đây cho tao. Dạ.
Đồn trưởng còn nhớ gì không? Nhớ gì? Trận rượu hôm qua mình có hứa, người nào thắng người đó làm đại ca, có đúng không? Được. Thưa đại ca, đại ca cũng còn nhớ là sao tiệc rượu việc ai người đó làm, phải không? Nhớ. Bây giờ đến lúc tôi làm việc, xin hỏi đại ca, đại ca quanh quẩn cái đồ của tôi mấy bữa nay để làm gì? Đi tin sát. Trinh sát để làm gì? Để đánh đồn. Sao? Đánh đồn tụi tôi hả? Chẳng lẽ tôi đi chơi để mấy ông bắt? Đánh thiệt à? Thiệt. Ông đừng quên là hiện giờ tính mạng ông đang nằm trong tay tôi. Chính ông đồn trưởng mới quên rằng tính mạng của ông đang nằm trong tay của chúng tôi. Chỉ cần hôm nay tôi không trở về thì ngày mai á, các đồng chí của tôi sẽ tìm đến đây để gặp ông. Mấy ông chơi không ngon. Ông nghĩ sao mà nói tụi tôi chơi không ngon? Ngon sao không đánh cái đồn lớn của chi khu mà đi đánh mấy cái thằng lính quen này? Mấy ông giỏi, mấy ông đánh bức nó đi, rồi chúng tôi sẽ đầu hàng. Ông đồn trưởng cũng biết, muốn đốn tre thì phải gỡ chà gỡ gai chứ. Hù mẹ, té ra đời nào cũng vậy, thằng nào nhỏ thằng đó chết trước. Tụi tôi cũng không muốn đánh đồn của ông làm gì, nhưng ông đồn trưởng cũng biết đó, nếu tụi tôi kéo quân đánh chi khu, tụi tôi sẽ qua tầm mắt của mấy ông. Mấy ông chỉ cần lên máy báo thì tụi tôi sẽ làm mồi cho pháo, làm mồi cho trực thăng, rồi B-52 nó sẽ dập nát xương tụi tôi. Tụi tôi nói vậy ông đồn trưởng nghe có phải không? Nếu mấy ông cứ chuyển quân, tụi tôi cứ làm thinh như không nghe không thấy, thì mấy ông có đánh tụi tôi không? Được, nhưng tôi phải cần về báo cáo. Nếu cần thì tụi tôi với mấy ông đánh củi, tôi tiếp đạn cho mấy ông. Trong đồn còn rượu không đồng trưởng? Chi vậy? Tụi mình uống thêm mỗi đứa một ly để giải nghệ, trời sắp sáng rồi. Phải đó. Mình cưa đôi, đại ca uống trước. Trước khi ra về, cho đại ca hỏi một câu. Cứ hỏi. Người chỉ tiểu đệ bắt đại ca là ai? Thám báo chứ ai nữa. Nếu tên đó là người của chi khu thì tiểu đệ cần đề phòng. Đại ca nói phải. Mời. Nó thả tôi. Tôi mệt quá anh ba.
Thôi, thôi ơi, thôi. Em nghe nói anh bị bắt. Em đi đâu đây? Bắn qua hả? Đi tìm anh chứ đi đâu. Chào ông đồng trưởng, hôm nay có mấy con cá mang tới cho ông nhậu đây. Cá còn tươi rói. Ghé qua sớm quá ha. Có chuyện gì vậy? Thằng Việt Cộng hôm qua sao rồi? Việt Cộng gì mà Việt Cộng? Một thằng sai. Ông đồng trưởng sai. Nó không sai đâu. Ông giải nó đi chưa? Cái thằng sai đó tôi thả rồi. Giải đi đâu? Thả rồi à? Thả. Ông thả con cá bự rồi. Uổng công tôi. Thôi về đi. Nay mai đừng chỉ thằng sai cho tôi nữa. Đang bị tấn công hay không? Chúng đang áp sát. Alo, alo. Cần pháo chưa? Cần pháo chưa? Chở tụi tôi đánh bận nó ra. Đừng đánh lên đầu tụi tôi. Phải không? Bọn nó làm dữ quá. Tôi mà không giữ thì tiêu rồi. Ráng lên. Nước sắp lên rồi. Mình không đánh bọn nó cũng chạy. Bọn nó rút hướng nào? Phía tây động lũ trời. Chỗ gà còn ổn đứt ra đại quý. Nghe có bắt được một thằng gì cộng. Sao không thấy giải lên? Cũng không nghe báo. Một thằng sai. Gì cộng nào đâu? Vậy hả? Nhậu đi. Nhậu đi rồi ngủ. Không ai làm gì mình nữa đâu. Thời buổi này không nhậu hồn cũng lìa khỏi xác. Mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa, họ cũng như mình, không liên lạc với Việt Cộng á, thì trước sau gì cũng bỏ vợ, bỏ con. Quan hô đồng trưởng, đồng trưởng hay lắm. Vô. Bữa nay thiếu đại ca tao uống buồn thế mẹ. Đi đâu sớm vậy? Hai chúng mày làm gì ở đây? Đi phục Việt Cộng. Tốt lắm, tốt lắm. Ghé đây chút. Tối hôm qua Việt Cộng tấn công à? Không nghe sao còn hỏi? Tao thấy hết. Tao biết. Biết hết. Mày ở đâu mà mày thấy? Súng bắn lên trời tao sợ gì? Tao nằm sát bên đồn, không lọt qua con mắt tao được đâu. Thằng Phi với tụi mày theo Việt Cộng rồi. Việt Cộng nè.
Sư đoàn của chúng ta lại về rồi. Đại quý nói sư đoàn nào? Sư đoàn nước. Đại quý nói rõ hơn, chúng tôi chưa hiểu. Ở chiến trường Đồng Tháp 10 này, mỗi năm có một mùa nước. Nước lên láng cả cánh đồng. Bọn Việt Cộng không có chỗ dung thân. Chúng ta không cần đánh, chúng cũng phải tản đi. Các ông hãy nhìn kìa. Tao mới thấy cái cảnh này đây. Đó là dân dụng kiểm soát của họ. Mùa khô, ta cũng mang đến hàng sư đoàn. Chà đi sát lại, họ vẫn cứ bám lấy đất. Bây giờ các bạn... Nhờ dòng nước này mà họ phải bỏ bọn Việt Cộng, trở về với chúng ta. Giá sức mạnh của mùa nước là sức mạnh của một sư đoàn. Và mỗi năm trời lại giúp ta một lần. Đến ngày đó, với chiếc xuồng bay của các bạn không chỉ chạy trên dòng sông Cửu Long, các bạn sẽ bay trên khắp cánh đồng, đánh đuổi họ. Các bạn sẽ có cái thú của một người đi săn. Ở trên đời có thú gì bằng thú đi săn? Ok. Thú là vì đối tượng mà chúng ta săn, chúng không có quyền chống trả, mà chỉ có quyền trốn chạy và chết. Con nào cũng vậy. Nhưng trừ một con. Con gì? Con người. Nhưng họ bị thất thế. Các đồng chí, chiến trường Đồng Tháp của chúng ta, mùa nước năm nào chúng ta cũng bị động, và thiệt hại rất nặng nề, người cũng như của. Nhân dân phải tạm lánh ra ấp chiến lược, còn chúng ta thì bị giặc đuổi bắt, phải trôi dạt qua đất người nương náu, vừa cực lại vừa nhục. Mùa nước không phải là mùa của quân giặc, mùa nước phải là mùa của nhân dân. Vậy thì tại sao ta để giặc lợi dụng mùa nước để tấn công chúng ta? Phải chủ động tấn công. Tấn công! Tấn công! Hai Thường, Hai Thường ơi, Hai Thường, Hai Thường ơi, Hai Thường. Mấy con ở lại mạnh giỏi, má già yếu rồi, với hai đứa nhỏ, má tạm lên hết thôn rồi má về. Má sao đi, má mạnh, sao giỏi. Đi mạnh giỏi nghe. Út nhớ mấy anh nghe. Ở nhà còn gạo, mắm, má để trên vàng, mấy con lấy đó mà ăn. Ra ngoài, Út đừng quên anh nghe. Em đi á là tại má, má già không có ai săn sóc. Út tin đi, lần này anh ra tận nơi anh đánh nó, anh không chờ nó vô đâu. Anh nhớ cho em hay, em pha cà phê, em chờ nha. Má Sáu với Út đi mình giỏi. Ở nhà còn con gà với con mèo, má gửi lại mấy con nha. Tụi con sẽ nuôi, chờ má về. Xuống má Sáu mắc cạn rồi kìa, má đấu ra tay đi. Để cái tình chứ. Con ra ngoài nhớ anh nha. Thank you.
muốn trụ lại trên mặt nước và tiến công, chúng ta phải vừa khỏe, vừa gan, vừa ly, khôn ngoan và táo bạo. Đúng, anh hai nói đúng đó. Dám sống và dám chết. Nếu đồng chí nào thấy mình không đủ sức chịu đựng thì cứ báo cáo. Ban chỉ huy sẽ bố trí kế hoạch cho các đồng chí như mấy vụ trước. Bác Sáu, thấy sao bác Sáu? Năm ngoái tao tin là do linh của ban chỉ huy, năm nay tụi mày ở đâu tao ở đó. Cô Bán Hoa, về nhà Bán Hoa hay ở lại với chúng tôi? Em không về đâu, ở nhà em đủ người rồi. Định ở lại để níu chân thằng Phong Đen của chúng tôi phải không? À, cái anh này. Cái đó, cái đó. Các đồng chí nào không báo cáo được bây giờ thì báo cáo riêng cho ban chỉ huy. Các đồng chí kiểm tra lại xuồng, chèo, dầm, sào và các thứ về vị trí. Lại lại lên các đồng chí. Đã đỡ giùm đi đồng chí nào ơi. Bước ra đây nè. Chú Sáu, chú Sáu, đem qua ghe này là chú Sáu. Đây là chiến hạm của chúng ta. Mèo của con Út đó, mày vuốt ve nó cho nó đỡ ghiền. Nó cũng là mèo đó. Ngày mai tao sẽ đưa mày về cho Út. Đừng khóc nữa, mèo. Nam da vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nước mắt lưng dòng. Em chưa biết quê hương thanh bình, em chưa thấy xưa kia Việt Nam, em chưa hát ca dao một lần. Em chỉ có con tim căm hờn. Ê, một phía sau con ngạn, đừng xông cho thật kỹ nghe. À, cho kỹ ở dưới địa nghe. Chú ý mấy cái mộp đàm đó. Để lên. Má với Út còn nhớ tôi không? Sao lại không nhớ? Mày ăn cơm nhà tao mòn răng mà tao không nhớ sao cho được. Có cái mày quên tao thì có. Rồi bây giờ mày nhớ không? Mày đem lính tới đặng mày đền ơn tao đó phải không? Má đây nghiến con làm gì tội nghiệp. Con chưa hồi là vì mùa nước, con chịu không nổi. Chứ con đâu có giận gì anh em. Con gặp má là muốn hỏi thăm anh em.
Mày đi rồi, anh em ta vẫn sống nhăn à, có sao đâu. Con cũng tính là con ra đỡ trong mùa nước, ai ngờ nó bắt con chiêu hồi. Mà đâu phải một mình con, mùa nước này anh em mình sẽ có người ra cho má coi. Người mà bỏ đi như mày hết rồi, không còn ai nữa đâu. Gạo cội mà sàn cho mấy đi nữa cũng không lọt đâu. Đi. Con mèo, hôm trước sao tôi không thấy? Hôm ông đến, nó đi bắt chuột. Lần tới, thôi đừng có về nữa. Qua mùa nước này, trong đó không còn ai đâu. Mày về trước báo cáo, tao lặn trở vô coi má với con Út có sao không. Đi đi. Nó chứ còn ai nữa. À, em pha trước cho nó một ly đi. Chà, cà phê này có thêm chút bơ thì tuyệt ha. Em pha 8 miếng nữa hay. Thuyền bay đã tới đó. Các đồng chí, triển khai mặt phải, nhanh lên. Con mồi. Thank you.
mạn sát, hai là chết viên thôi còn. Thank you.
Ê, 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 bác Sáu. Ê, 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 ê. Bác Sáu ơi. Bác. Ờ. Chiều nay liên quan mừng thằng Phong Đen. Ừ. Muốn nấu chua hay nhúng giấm? Tùy bác, còn được sĩ nào không bác? Ừ. Ui, một sĩ này không đủ cho thằng Phong Đen đổ lô mũi. Làm gì đó? Viết thơ cho Út hả? Xóa tao hoài, tao đọc mày nghe thử nghe. Đêm nay giữa đồng nước mênh mông mọi người đều yên giấc. Ý. Ừ. Riêng anh trằn trọc trên chiếc xuồng nằm trăn trở nhớ em. Cha cha. Bây giờ là trời xế chiều, tất cả đều thức, mà dám nói dốc đêm nay ai cũng ngủ. Dốc hả? Thì phải nói thêm cho người ta cảm động. Đồ ngu. Lúc sáng nay đại quý đi với chúng tôi, chắc chắn đại quý sẽ thay đổi ý kiến. Người đi săn không phải là chúng ta, mà chính là họ. Vì còn chúng ta chỉ là những con mồi. Chúng tôi phải tháo chạy trong tầm đạn của họ. Lạy Chúa, nếu không may chúng tôi không chỉ làm mồi cho vịt cổng, mà làm mồi cho cá của đồng nước này nữa. Có lẽ các bạn đã gặp phải một đơn vị chủ lực. Trên đường hành quân, họ bắt buộc tự vệ. Chính họ đã làm lộ mục tiêu cho chúng ta. Còn bọn du kích thì chúng mỗi đứa một chiếc xuồng, lêu bêu trên mặt nước, bọn chúng đang chạy trốn. Bọn chúng đang loi ngoi trên mặt nước. Chính các bạn là người phát hiện ra mục tiêu của quân địch. Xin mừng. Ok. Oh, ok. Tiếng ai hát trên dòng kinh quê mẹ.
có phải em là người con gái đất quê hương đã ra đi vào một buổi sáng mùa xuân cùng đồng đội tiến quân vào thị xa. Đồng sen đã bao lần nở hoa thay lá và mặt đất quê hương ngày đêm rộn rã bước quân. Những bước chân đi cho xanh lá tươi cành, em nhớ không ngày mùa xuân quê mình nổi dậy, lửa cấm hờn thiêu cháy mấy đồn tua, quê ta nước mặn đồng chua, nửa năm nắng hạn một mùa nước dưng, tóc xanh tóc bạc chung lưng, quyết dược bưng sen một lần nổ súng. Quá sai, đâu là đâu này. Cho đến hôm nay chưa có một tên nào ra chiêu hồi. Dân chúng từ các nơi đổ về có hơn 3.000 dân. Cho đến hôm nay mà chưa có một tên nào ra chiêu hồi, tôi thấy tình hình có cái khác, phải để ý. Dạ, tôi rà đi rà lại bọn dân chúng, tất cả là đàn bà, con nít với người già. Đám con gái cũng ít hơn năm ngoái. Coi ai là vợ con của bọn nó. Đại ca kiếm đâu mà có cái củ quý này vậy đại ca? Ôi thiếu cha gì. Đêm nay đại ca đến đây muốn xin tiểu đệ với mấy anh em đây cho tụi tôi mượn đường chạy qua. Tử đại ca nói chuyện gì? Xin mời. Vô. Thưa đồng trưởng, đại quý chỉ huy chi khu cần nói chuyện.
Dạ. Đồng nước vẫn mênh mông, tối hù à. Buồn thấy mẹ. Dầu đó hả? Ở đây giữa đồng nước mênh mông này, không lấy rượu phá thần sầu thì còn biết làm gì nữa, thưa đại quý. Mau lên, đẩy lục binh ra. Bơi mà mau, chặt ra sao người ta kéo luôn. Rồi, rồi, rồi. Chạy lên mày Năm. Chạy lên đi. Hành quân đi đánh chi khu? Nước nổi vậy mà đánh được sao chị Thơi? Được chứ. Sao chị không đi? Mình ở lại với điện đài, giữ đường liên lạc với cấp trên. Chở gì nhiều vậy? Cà phê với đường bà con gửi cho anh em. Út ở lại chơi với mình. Giặt mình không sợ, nhưng sợ ở một mình. Ở lại đợi mấy anh về. Cũng được. Bơi theo mình. Bơi đừng cho đụng chàm nha. Thank you.
vẫn lặng như tờ. Thưa đại tá, đúng vậy. Nói rồi lại tắt đi hả? Có chuyện gì phải không? Alo, alo, đại bàng đâu, đại bàng đâu? Đại bàng tiếp tục vô mồi, tiếp tục vô mồi. Alo, alo. Ngay trong mùa nước, chi khu bị thất thủ. Tại sao cái đầu như con ruồi thì lại còn? Tôi đã nói với các ông nhiều lần rồi, chúng ta chết vì cái bệnh chủ quan khinh địch. Bây giờ thì các ông thấy đó, nó đã theo việc cộng rồi. Tiểu đệ đâu? Tiểu đệ. Đây, đại ca. Anh em đã sang bằng chi khu rồi. Tiểu đệ dẫn anh em về với đồng bào, tổ quốc nhân dân đi. Tôi tưởng đại ca đi phóng kích rồi về. Không tin hả? Thì bắt máy nói chuyện với đại quý chi khu đi. Tin chứ sao không tin đại ca? Tụi em đi theo đại ca từ lâu rồi. Từ mùa khô tới giờ mà đại ca. Đại ca chờ tiểu đệ một chút. Đại ca chờ tiểu đệ chút. Đại ca. Tiểu đệ, đại ca. Xin mừng đại ca. Đại ca để anh em ở đây. Anh em canh cho đại ca. Đại ca uống trước. Trời, có ông chủ quán cơm ở đây nữa. Vô phi. Ủa, anh nói được hả? Lâu nay tôi im lặng chứ không phải tôi câm đâu chú Phi. Chú nhớ cho, lần đầu chú nghe tôi nói là tôi khuyên chú với anh em hãy trở về với nhân dân. Té ra mấy anh vây quanh tụi em từ lâu rồi mà tụi em đâu có biết. Xin anh ba với đại ca để tụi em về bàn lại. Anh ba uống với em một hớp. Thank you.
cho miếng nước. Anh đừng uống, anh uống máu sẽ ra nhiều. Cho anh miếng nước. Ngoại sắp đừng quên anh nghe. Em đi á là tại má. Má già không có ai săn sóc. Út tin đi, lần này anh ra tận nơi anh đánh nó, anh không chờ nó vô đâu. Ở đây đến mùa khô anh em sẽ đưa đồng chí trở về với đất. Chú Hai, cháu sợ lại đây với anh em, tha cho anh Ba. Anh Ba ơi, em có lỗi gì anh? Em giàu trẻ, anh chưa kịp động thơ của em. Anh Ba, mấy lá thơ trước em nói em không thương anh là vì em muốn thử thách tấm lòng của anh, vậy mà anh không hiểu sao? Ngày nào má cũng nhắc đến anh, có món gì ngon má cũng ước gì có anh với anh em. Anh biết không, ngày cũng như đêm, lúc nào em cũng muốn lo cho anh. Vì mẹ già, em đành phải xa anh và anh em. Anh Ba, em mong cho mau đến mùa khô để trở về với anh, với gia đình du kích. Làm cái gì thế anh?
Thế kệ mẹ đó em.